Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nha. Như thường lệ thì lần đầu tiên Vượng Hạnh xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như là lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người trong và ngoài nước luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn được hạnh phúc và bình an cho cuộc sống. Đến với những cái thông tin ngày hôm nay thì Vượng Hạnh tiếp tục cập nhật đến toàn thể quý vị và các bạn trong và ngoài nước những cái thông tin rất là mới liên quan tới đàn gà con anh Mạnh Quỳnh cũng như ekip quản lý nha mọi người. Thì kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua các quý vị cũng có thể biết là những cái thông tin về em Trường Sang đã đăng tải lên trang cá nhân của mình về cái lịch trình vào ngày mùng 10 tháng 12 tới đây. Thì Trường Sang cũng có đăng tải rằng là dạ cấp báo với quý vị ơi, tình hình là Sang sẽ được gặp gỡ quý vị trong đêm nhạc Đò Tình Quê Hương 1 của chú Leon Vũ tại phòng trà Đồng Dao ngày mùng 10 tháng 12 nhé. Mời mọi người cùng đặt vé để chúng ta đến đón xem nhé. Thì kính thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà em Trường Sang đã đăng tải lên trang cá nhân của mình, cũng là để muốn thông báo đến tất cả chúng ta, mọi người ai có yêu mến tới Trường Sang thì quý vị chúng ta có thể đặt vé qua những cái thông tin mà trên trang cá nhân của Trường Sang, hoặc là số điện thoại hotline là 033 874 5249 hoặc 039 323 2584. Đó là những số điện thoại để chúng ta có thể đặt cái vé trực tiếp đến cái live show Đò Tình Quê Hương 1. MC là Diễm Quỳnh, Hoàng Phi Kha tại phòng trà Đồng Dao 164 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là những thông tin cực kỳ là vui khi Trường Sang đăng tải những cái dòng trạng thái, xin lỗi quý vị, là những cái thông tin này lên trang cá nhân. Còn hôm nay thì em Trường Sang đã đăng tải những cái dòng trạng thái lên trang cá nhân của mình, thì mình sẽ cập nhật cho các quý vị cùng nghe nha. Lần đầu trải nghiệm nhảy một cách tưng bừng, hoa lá hẹ cho chương trình xuân năm nay, tắm mồ hôi xong rồi giờ về tắm cho sạch sẽ thơm tho thôi, hì hì. Chúc cả nhà luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc nhé. Kính thưa quý vị, thì Trường Sang đã đăng tải những cái thông tin lên trang cá nhân của mình. Thì vì là bé Tuyết Nhung thì các quý vị cũng biết rồi đúng không ạ? Vượng Hạnh cũng đã đăng tải cho các quý vị những cái thông tin về bé Tuyết Nhung. Tức là cái live show của bé Tuyết Nhung thì vào ngày 7 tháng 12 lúc 20 giờ tại phòng trà Đồng Dao. Thì quý vị chúng ta cũng có thể đặt vé qua những cái số điện thoại bé đã ghim ở trên màn hình. Thì cũng rất mong các quý vị chúng ta có thể đến cái live show ngày mùng 7 tháng 12, tức là live show kỷ niệm một mùa đông vào lúc 20 giờ ngày mùng 7 tháng 12 2023 tại phòng trà Đồng Dao 164 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là những thông tin mà mình cũng muốn cập nhật đến cho tất cả mọi người, đến quý vị. Mong quý vị chúng ta hãy cố gắng, nếu ai có điều kiện thì bớt chút thời gian chúng ta đến để ủng hộ cho bé Tuyết Nhung, cũng như là đến ngày mùng 10 thì ủng hộ cho Trường Sang nha quý vị. Thì tiếp tục hôm nay em cũng xin được cập nhật đến toàn thể các quý vị và các bạn những cái thông tin mà liên quan tới cái live show của anh Mạnh Quỳnh đó tại phòng trà Đồng Dao. Thì như hôm nọ mình, cách đây hôm bữa thì mình cũng đã đăng tải cho các quý vị biết, tức là cái live show tại phòng trà Đồng Dao ấy, thì cái live show của anh Mạnh Quỳnh thì cũng đã được đăng tải trên cái trang cá nhân, và rất là vui mừng của rất là nhiều người khi mà nhận được những cái tin là live show có Tuyết Nhung, Thiêng Ngân, Trường Sang, Trường Huy rồi Juno. Thì kính thưa quý vị, thì tất cả mọi người chúng ta cũng đã biết là cái live show này thì sẽ được diễn ra vào năm 2024 ngày 18 tháng 1. Thì đêm nhạc đặc biệt của Mạnh Quỳnh cùng với các học trò, cùng với các con của mình giao lưu với fan ba miền và cùng tiệc nhẹ. Link đặt chỗ thì là hotline là 0918 488 585. Đây là những số điện thoại mà để chúng ta có thể là đặt chỗ ngồi đó quý vị. Nhưng sau khi mà cũng có rất là nhiều người biết được những cái thông tin này, biết được tin là Mạnh Quỳnh với đàn gà con cũng như Dương Huệ diễn ở cái live show này, thì cũng có rất là nhiều những ý kiến trái chiều khi mà biết được những thông tin Mạnh Quỳnh và Dương Huệ sẽ diễn trong cái live show tại phòng trà Đồng Dao cùng với Trường Sang, Thiêng Ngân
Tuyết Nhung và Trường Huy thì cũng có quá nhiều những cái ý kiến trái chiều và những cái ý kiến thật sự là không hợp lý cho lắm. Thì cũng mong rằng các quý vị chúng ta sẽ hoan hỷ, chúng ta sẽ cố gắng tạo điều kiện để mà ủng hộ cho Mạnh Quỳnh, ủng hộ cho đàn gà con, để đàn gà con sẽ vững bước đi lên trong cái thời điểm khó khăn này, để các con sẽ có thể có nhiều chương trình hơn nữa, để cống hiến cho chúng ta nhiều hơn nữa, để rồi đàn gà con cùng với Mạnh Quỳnh sau này sẽ có thật nhiều những cái chương trình hay để gửi gắm tới tất cả chúng ta, đúng không thưa quý vị? Dẫu biết rằng là hiện nay thì cũng còn rất là nhiều các quý vị khán giả đó, thì cũng thật sự là cũng không thích anh Mạnh Quỳnh. Mình nghĩ là như vậy, cho nên rằng là những cái live show này thì có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều. Nhưng mình cũng mong các quý vị hoan hỷ, chúng ta hãy cố gắng tức là cố gắng để mà ủng hộ cho anh Mạnh Quỳnh để vững bước trong cái thời gian sắp tới. Bởi vì mình cũng là người đứng ở giữa mình cập nhật, thì mong các quý vị hoan hỷ và cũng bỏ qua cho Vượng Hạnh những cái mà các quý vị cũng đang quan tâm hiện nay. Nhưng mình sẽ là người chỉ biết cập nhật để cho các quý vị biết thêm những cái thông tin, biết thêm những cái gì đó mới để các quý vị ai cần nghe thì quý vị nghe, ai không cần nghe thì chúng ta vui lòng chúng ta lướt qua, đúng không thưa mọi người? Thì mong mọi người hoan hỷ cho Vượng Hạnh nhá. Thì anh Mạnh Quỳnh cũng rất là buồn khi mà biết được những cái thông tin trái chiều là như vậy. Bởi vì là cũng muốn trong cuộc sống thì dẫu biết rằng cũng không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Nhưng trong cuộc sống thì chúng ta cũng cần phải có những cái nhìn nhận nó chính xác, cần phải có những cái nó đúng đắn trong cuộc sống này để mà có thể nói chuyện và bình luận về một người nào đó cho nó chuẩn mực hơn, đúng không mọi người? Nhưng dạo gần đây thì nói thật với quý vị là anh Mạnh Quỳnh cũng có quá nhiều những cái câu chuyện mà nó cũng hơi bị đau lòng thưa mọi người. Cho nên rằng ngày hôm nay mình cũng mong sao các quý vị sẽ hoan hỷ hơn nữa để các quý vị có thể ủng hộ cho tất cả đàn gà con, cho Mạnh Quỳnh, cho Trường Sang hay Trường Huy hay là Thiên Ngân Juno. Tới đây sẽ có được rất là nhiều những chương trình mới để cống hiến tới tất cả chúng ta. Và đó là cũng là cái câu chuyện mà ngày hôm nay em cũng muốn cập nhật đến quý vị và các bạn trong và ngoài nước, cũng là để mong quý vị hoan hỷ, chúng ta có thể bỏ qua tất cả để mà chúng ta sẽ trao cho nhau những tình yêu thương, sẽ trao cho nhau những cái gì tốt đẹp nhất để thế giới này, cuộc sống này sẽ không có những cái câu chuyện mà không vui. Một lần nữa mình xin được kính chúc cho quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.